Địa lý lớp 12, bài 42, vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Nước ta có một vùng biển rộng lớn, diện tích trên 1 triệu km vuông, bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng chủ quyền kinh tế biển, vùng thêm lục địa. Vùng biển nước ta có rất nhiều tài nguyên, trong điều kiện tài nguyên trên đất liền ngày càng cạn kiệt thì việc phát triển kinh tế biển ngày càng trở nên quan trọng hơn ngoài ra phát triển kinh tế biển giúp cho chúng ta mở rộng giao lưu kinh tế vừa bảo vệ được an ninh quốc phòng của đất nước bên cạnh đó nước ta cũng có nhiều điều kiện để phát triển tổng hợp kinh tế biển bao gồm nguồn lợi sinh vật tài nguyên khoáng sản dầu mỏ và khí đốt điều kiện phát triển giao thông vận tải biển điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển đảo nguồn lợi sinh vật biển nước ta có độ sâu trung bình khí hậu ấm, nhiều ánh sáng, nhiều oxy, độ muối trung bình từ 30 đến 33%. Sinh vật biển phong phú, giàu thành phần loài, có nhiều loài có giá trị kinh tế cao, có những loài quý hiếm, cần phải được bảo vệ đặc biệt. Ngoài nguồn lợi cá tôm cua mực, thì biển nước ta còn có nhiều đặc sản khác như đồi mồi, vít, hải sâm, bầu ngư, sò huyết, vân vân. Có nhiều loài chim biển, tổ yến là mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao, tập trung chủ yếu ở bốn ngư trường lớn, Kiên Giang, Cà Mau, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hoàng Sa, Trường Sa. Về tài nguyên khoáng, dầu mỏ và khí đốt, biển nước ta là nguồn muối vô tận. Dọc bờ biển có nhiều vùng có điều kiện thuận lợi để sản xuất muối. Vùng biển có nhiều sao khoáng có trữ lượng công nghiệp, gồm các mỏ oxy titan, cát trắng, dùng làm nguyên liệu quý để làm thủy tinh, pha lê. Vùng thêm lục địa có các tích tụ dầu, khí với nhiều mỏ tiếp tục được phát hiện, thăm dò và khai thác. Về điều kiện phát triển giao thông vận tải biển, thì nước ta nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên biển Đông. Dọc bờ biển lại có nhiều vùng biển kính, thuận lợi cho việc xây dựng các cảng nước sâu. Nhiều cửa sông cũng thuận lợi cho xây dựng cảng. Về điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch biển đảo, suốt từ Bắc vào Nam có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, thuận lợi cho phát triển du lịch và an dưỡng. Nhiều hoạt động du lịch thể thao dưới nước có thể phát triển. Du lịch biển đảo đang là loại hình du lịch thu hút nhiều du khách. Với việc phát triển kinh tế biển ngày càng trở nên quan trọng, thì các đảo và quần đảo nước ta ngày càng có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển. Vùng biển nước ta có hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, có những đảo đông dân như Cát Bầu, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc. Có những đảo cụm lại thành quần đảo như Vân Đồn, Cô Tô, Cát Bà, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, quần đảo Côn Đảo còn gọi là quần đảo Côn Sơn, quần đảo Nam Du, quần đảo Thủ Chu. Các đảo và quần đảo tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền, hệ thống tăng cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương, khai thác có hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đảo và thềm lục địa. Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo có ý nghĩa là cơ sở khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo. Nước ta có 12 huyện đảo, huyện đảo Vân Đồn, và huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh huyện đảo cát hải và huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng huyện đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị huyện đảo hoàng sa thành phố đà nẵng huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận huyện đảo côn đảo tỉnh bình thuận huyện đảo kiên hải và huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang với các điều kiện tự nhiên như vậy thì chúng ta cần phải thực hiện các biện pháp khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo vậy tại sao phải khai thác tổng hợp hoạt động kinh tế biển rất đa dạng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản khai thác các đặc sản khai thác khoáng sản du lịch và giao thông vận tải biển do đó chỉ có khai thác tổng hợp mới đem lại được hiệu quả kinh tế cao đồng thời bảo vệ được môi trường môi trường biển là không chia cắt được một vùng biển bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển cho các vùng nước và đảo xung quanh. Môi trường đảo do sự biệt lập nhất định của nó không giống như trên đất liền, lại do có diện tích nhỏ nên rất nhạy cảm trước tác động của con người. Chẳng hạn như việc phá rừng và lớp phủ thực vật có thể làm mất đi vĩnh viễn nguồn nước ngọt. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về hành trình khai thác tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo ở nước ta hiện nay nhé. A. À, khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo. Tránh khai thác quá mức nguồn lợi ven bờ các đối tượng đánh bắt có giá trị kinh tế cao cấm không sử dụng các phương tiện đánh bắt có tính chất hủy nhiệt nguồn lợi việc phát triển đánh bắt xa bờ giúp khai thác tốt hơn nguồn lợi hải sản đồng thời giúp bảo vệ vùng trời vùng biển và vùng thềm lục địa của nước ta khai thác tài nguyên khoáng sản nghề làm muối phát triển mạnh ở nhiều địa phương nhất là duyên hải nam trung bộ hiện nay việc sản xuất muối công nghiệp đã được tiến hành và đem lại năng suất cao công tác thăm dò và khai thác dầu khí trên vùng thềm lục địa đã được đẩy mạnh việc khai thác các mỏ khí thiên nhiên và thu hồi khí độc hành đưa vào đất liền đã mở ra bước phát triển mới cho công nghiệp làm khí hóa lỏng, làm phân bón, sản xuất điện. Tuy nhiên, cần tránh xảy ra các sự cố về môi trường trong thăm dò, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí. Phát triển du lịch biển Các trung tâm du lịch biển đã được nâng cấp, nhiều vùng biển, đảo mới đã được đưa vào khai thác. Đáng chú ý là các khu du lịch Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn, ở Quảng Ninh và Hải Phòng, Sầm Sơn Thanh Hóa, cửa lò Nghệ An, Nha Trang Khánh Hòa, Vũng Tàu và địa Vũng Tàu. Giao thông vận tải biển, hàng loạt các cảng hàng hóa lớn đã được cải tạo nâng cấp, cụm cảng Sài Gòn, cụm cảng Hải Phòng, cụm cảng Quảng Ninh, cụm cảng Đà Nẵng. Một số cảng nước sâu đã được xây dựng, cảng Cái Lân, Nghi Sơn, Vũng Áng, Dung Quốc, Vũng Tàu. Hàng loạt các cảng nhỏ hơn đã được xây dựng, hầu hết các tỉnh ven biển đều có cảng các tuyến vận tải hàng hóa và hành khách thường xuyên đã nối liền các đảo với đất liền góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội ở các tuyến đảo bên cạnh việc khai thác thì chúng ta cần phải tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển và thềm lục địa biển đông là biển chung của việt nam và nhiều nước láng giềng nên cần tăng cường việc đối thoại hợp tác giữa việt nam và các nước có liên quan là nhân tố tạo ra sự phát triển ổn định trong khu vực bảo vệ lợi ích giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Mỗi công dân Việt Nam đều có bổn phận bảo vệ vùng biển và hải đảo của đất nước cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.